muốn trừ nhẩm một số cho 999, ta lấy số đó cộng với 1 rồi trừ 1000. Chẳng hạn 1456 trừ 999, ta lấy 1456 cộng 1 trừ 1000. 1456 cộng 1 bằng 1457, trừ 1000 bằng 457. 2374 trừ 999, ta lấy 2374 cộng 1 rồi trừ 1000. 2374 cộng 1 bằng 2375, trừ 1000 bằng 1375. 6857 trừ 999, ta lấy 6857 cộng 1 rồi trừ 1000. 6857 cộng 1 bằng 6858, trừ 1000 bằng 5858. Tương tự, các em hãy tính nhẩm cho thầy 7396 trừ 999 và comment đáp án của mình xuống phần bình luận video này.